Tiếp nối chương trình Sơn Sa Nam Nữ với bài hát Cô Gái Sầm Mưa, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, biểu diễn Ngô Văn Đình và Nguyễn Thị Vân đến từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Tiến. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đầu tư công ty